Dưới đây là Thế Tôn dạy chúng ta Cần phải dùng tâm thái như thế nào Để tu bố thí Thị Đại Quốc Vương Đẳng Chữ Đẳng là Chỉ Hàng Tế Phụ Đại Thần Đại Trưởng Giả Sát Lợi Đại Bà La Môn Mà phía trước đã nói Tức là nói Người có địa vị, có của cải, có năng lực trong xã hội cần phải tu bố thí đức phật thường nói trên kinh có phước báo phải nên cùng hưởng với tất cả chúng sanh thì phước báo này lớn rồi loài phước báo này dính viễn hưởng thụ không hết nếu như tham tiền của keo kiệt chỉ dành riêng cho mình hưởng thụ mặc dù phước báo của bạn rất lớn đời này sau khi bạn thọ dùng hết rồi thì đời sau sẽ không còn phước nữa không có phước báo vậy họ sẽ đi về đâu điều này chúng ta biết rất rõ ràng minh bạch nếu như không phải đi vào ác đạo ở cõi người cũng là bần cùng các căn sẽ không được đầy đủ cũng sẽ đọa lạc vào giai cấp này cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì phải nên tu phước người giàu sang có thể tu phước người nghèo cùng cũng có thể tu phước Giả lại tương lai được quả báo Cũng là bình đẳng mà Chỉ cần hết lòng hết sức tu phước Đều là viên mãn Thị đại quốc vương đẳng Dục bố thí thời Lúc làm việc bố thí Nó thật ra bố thí là mỗi lúc mọi nơi Không được phép gián đoạn Điều quan trọng là bạn dùng tâm như thế nào Để giúp đỡ người khác Nhược năng cụ đại từ bi Hạ tâm hàm tiếu Thân thủ biến bố thí hoặc xử nhân thí Cách bố thí này là thủ thắng nhất Là tâm từ bi chân thật Đại từ bi là tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh không có phân biệt không có chấp trước đối với tất cả chúng sanh có cùng một tâm yêu thương giống nhau đây gọi là đại từ bi hạ tâm là khiêm tốn tôn trọng người không có một mảy may tập khí ngạo mạn càng không được có thái độ ngạo mạn hạ tâm hàm tiếu thân thủ biến bố thí tự tay mình đi làm việc bố thí này nếu như lúc nhân duyên không đầy đủ mình không có cách gì đích thân đến nơi đó để làm bố thí được thế thì phải phái người khác đi phái người đại diện phải người khác đi cũng phải chỉ cho họ biết Cái tâm thái bố thí Nguyễn ngôn úy dụ Dùng lời lẽ ôn hòa Dịu dàng An ủi những người tiếp nhận bố thí này Họ đều đang sống trong hoàn cảnh khó khăn nên phải có lời an ủi họ Thị quốc vương đẳng Sở hoạch phước lợi Như bố thí Bách hằng hà sa Phật Công đức chi lợi Mọi người đều biết Công đức bố thí cúng dường Phật Là lớn nhất Người nào cũng đều thích Cúng dường Phật nhưng lại lơ là đối với những người nghèo cùng này bên dưới nói ngày nay gọi là những người tàn tật trong xã hội bố thí cho họ vượt báo mà bạn nhận được không có khác gì so với bố thí cúng dường chư Phật như Lai Chúng ta bố thí lên chư Phật như Lai Là vô cùng thành kính Cung kính Nếu dùng loại tâm thái này Để bố thí cho những người nghèo hèn Thì phước báo đó là như nhau Vì sao vậy? Bởi vì tâm bạn là bình đẳng nên phước bạn được là phước bình đẳng chân thật là cảnh chuyển theo tâm cho nên nếu các vị thật sự muốn học phật nếu muốn trong đời này thật sự làm phật không phải làm không được Lời Phật dạy chúng ta ở trên kinh Là chân thật không phải là giả Như định phải xem tất cả chúng sanh Như là cha mẹ trong quá khứ Và chư Phật dị lai của chính mình Chúng sanh rõ ràng có người giàu sang Chúng ta biết họ đời trước có tu phước là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Trong chúng sanh có người nghèo cùng, chúng ta cũng hiểu rõ do trong đời quá khứ không có tu phước, họ cũng là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng giống nhau để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ. là vũng sự chư phật cho nên phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh có quan hệ gì chỉ chúng ta là cha mẹ trong đời quá khứ là chư phật như lai vị lai nếu như chúng ta dùng tâm thái như vậy để nhìn tất cả mọi người nhìn tất cả chúng sanh thì thời gian thành phật của bạn sẽ rút ngắn rút ngắn với biên độ lớn. Nếu như bạn niệm Phật cầu sanh thế giới tây phương cực lạc, thì đời này chắc chắn giảng sanh. Hay nói cách khác, tại vì sao bạn niệm Phật mà không thể giảng sanh làm Phật? Là do bạn xem thường chúng sanh, chính mình có thái độ cống cao ngã mạn nên bỏ lỡ cơ hội giảng sanh bất thối thành phật ngay trong đời này của mình không phải chư phật bồ tát không giúp đỡ bạn mà cho bạn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt đây là điểm đáng để chúng ta phản tỉnh đáng để chúng ta kiểm điểm Nếu như trong những việc này Thật sự giác ngộ hiểu rõ rồi Thì con đường Bồ Tát Đạo của chúng ta Sẽ thật sự thuận bượm xuôi gió Làm gì có chướng ngại được Bất kỳ một người nào Chỉ cần có đủ thái độ như vậy Không phải nói xem tất cả chúng sanh Là cha mẹ quá khứ Chư Phật dị lai của mình Xem là như vậy thì Tâm địa của bạn vẫn chưa thanh tịnh Hay nói cách khác Bạn thử suy nghĩ thật kỹ xem Bạn vẫn còn một phần tâm ngạo mạn Chưa có đoạn hết Nhất định phải hiểu rõ Chân tướng sự thật này Họ thật sự là cha mẹ quá khứ Chứ không phải xem là Thật sự là chư Phật dị lai Lời Phật nói đâu có sai lầm Chúng ta chưa có nhìn thấy Phật nhìn thấy chân tướng sự thật Chúng ta trong đời quá khứ Quá khứ còn có quá khứ nữa Quá khứ vô thủy Vô lượng vô biên kiếp đến nay Có quan hệ thân thuộc với chúng sanh này tại vì sao quan hệ thân thuộc không được tốt đẹp vậy phần lớn là do keo kiệt tạo ra biết bao nhiêu là tội nghiệp trong tâm nhìn thấy số tiền của này liền khởi thăm sân si mạng tạo tác rất nhiều ác nghiệp nên phải nhận những quả báo trước mắt này ngày nay chúng ta có may mắn gặp được phật pháp gặp được đại thừa phật đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng sáng tỏ cho chúng ta biết chúng ta giác ngộ rồi sau khi giác ngộ trong tâm chúng ta sanh ra sự thay đổi rất lớn hôm nay chúng ta đề xướng xây dựng thôn di đà hoan nghênh đồng tu đến nơi này để cộng tu tất cả nhân viên phục vụ trong thôn di đà từ trên xuống dưới xem những vị đồng tu này như là cha mẹ như là tôn trưởng như là chư phật như lai chúng ta dùng tâm chân thành hiếu thuận để cúng dường đại chúng phước báo đúng như trong này nói như bố thí bách hằng hà sa phật công đức chi lợi cơ duyên hiếm có hy hữu khó gặp trong đời này chúng ta đã có thể gặp mặt nhau ở mảnh đất singapore này là may mắn biết bao Càng nghĩ càng thấy sư việc này hiếm có Càng nghĩ càng thấy không thể nghĩ bà Thật sự sáng tỏ Thật sự giác ngộ Thì tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực Phụng hiến Cho sự nghiệp lớn này Sự nghiệp lớn này chính là cúng dường cha mẹ Cúng dường chư Phật mời xem kinh văn dưới đây hà dĩ cố thế tôn giải thích đạo lý này cho chúng ta duyên thị quốc vương đẳng ư thị tối bần tiện bối cặp bất hoàng cụ giả phát đại từ tâm đây là điều kiện quan trọng nhất bởi vì người tu bố thí tâm họ phát là tâm đại từ bi tâm đại từ bi giống như tâm phật nhà phật nói từ bi nói sơ lược có bốn loại người thế gian chỉ có ái duyên từ bi họ yêu mến bạn mới từ bi với bạn họ không yêu mến bạn thì sẽ không có tâm từ bi với bạn rồi từ bi là quan tâm yêu thương bảo vệ toàn tâm toàn lực giúp đỡ bạn họ không yêu mến bạn thì không có chuyện này người có trí huệ có phước đức lớn trong thế gian họ có chúng sanh duyên từ bi họ biết yêu chính mình và yêu người trong gia đình yêu người trong gia đình nên họ cũng yêu quốc gia yêu dân tộc thậm chí là yêu thương tất cả chúng sanh trên thế giới tâm lượng của người này là lớn rồi người có tâm lượng lớn phần lớn đều là những nhân vật thuộc về giai cấp lãnh đạo ở trong xã hội họ có tâm yêu thương rộng lớn Phạm vi bố thí cúng dường phục vụ của họ rất rộng. Đến Bồ Tát, Bồ Tát giác ngộ rồi. Tâm từ bi của Bồ Tát được gọi là pháp duyên từ bi. Giống như chúng tôi vừa rồi mới nói, Chúng ta xem tất cả chúng sanh Là cha mẹ quá khứ Và chư Phật dị lai của mình Bạn tu Hiếu kính Tu cúng dường như vậy Là thuộc về Pháp Duyên từ Bi Pháp Duyên vẫn là Có điều kiện Tâm Đại từ Bi trên quả địa Như Lai Là không có điều kiện Nhất định không có phân biệt Không có chấp trước hoàn toàn là rất tự nhiên trong phật pháp gọi là pháp nhĩ như thị đây mới gọi là đại từ bi vớt báo đó là vô lượng vô biên tuyệt đối không phải chúng sanh duyên pháp duyên có thể sánh nổi tâm người này phát ra là tâm đại từ bi là giống như phật vậy ngày nay chúng ta muốn học phật muốn tu phước báo lớn bạn phải hiểu được đạo lý này bạn phải hiểu rõ chân tướng sự thật này chúng ta có thể làm được người có tiền có của cải bố thí họ bố thí được nhiều chúng ta không có của cải không có năng lực mỗi tháng ta chỉ kiếm được hai nghìn đồng ta có thể đem hai nghìn này thấy đều bố thí hết thì công đức của ta là viên mãn Người ta mỗi tháng kiếm được mấy trăm nghìn Mấy triệu đồng Họ bố thí mấy chục nghìn Nên công đức của họ không viên mãn Vì sao vậy? Là chỉ chiếm một phần nhỏ Trong khả năng của họ Phước báo của tôi tuy nhỏ Nhưng tôi đem toàn bộ ra bố thí Vì tỷ lệ bố thí cúng dường này của tôi Là một trăm phần trăm cái tâm là một trăm phần trăm Sự cũng là một trăm phần trăm Nên được quả báo là một trăm phần trăm Phật Pháp như vậy mới gọi là Pháp bình đẳng Tuyệt đối không phải người có thế lực Có của cải mới có thể tu bố thí có người nghèo cùng thì không thể tu bố thí Nếu như vậy thì người nghèo cùng Chẳng phải đời đời kiếp kiếp Mãi nghèo cùng giàu sang chẳng phải đời đời kiếp kiếp mãi giàu sang hay sao đâu có đạo lý này cho nên chúng ta thật sự sáng tỏ lời phật dạy trên kinh thường thường người nghèo hèn thì đời sau sẽ được giàu sang con người giàu sang trong đời này đến đời sau thì sự giàu sang của họ sẽ giảm bớt sẽ xuống thấp vì sao vậy lúc hưởng thụ giàu sang thì rất khó làm việc bố thí viên mãn đạo lý là ở chỗ này đây mới gọi là đạo trời công bằng người nghèo hèn cũng có thể tu đại phước báo Ở trên kinh Phật cũng đã từng nêu thí dụ cho chúng ta thấy Nhưng như chỗ này Ngài không có nêu ra câu chuyện này Nhưng có nói qua trong kinh tiểu thừa Có một người ăn mày Đây là hạng nghèo hèn đến cực điểm Người ta cho bà một xu. Là rất ít. Người ăn mày này đúng lúc gặp được Phật đi trì bát. Nghĩ đến thân thế của mình, vô cùng thê thảm, trong đời quá khứ không có tu phước. Nhìn thấy Đức Phật đang đi bác liền đem một xu đầy cúng dường lên Phật một cách rất cung kính. người ăn mày này là một người nữ bảy ngày sau thì bà qua đời bởi do gieo cây phước này nên bà đầu thai vào gia đình trưởng giả giàu có là đi hưởng phước rồi sau khi trưởng thành bà đã làm hoàng hậu bố thí cúng dường một xu lên Đức Phật được phước báo lớn như vậy. Đây là điều mà người bình thường rất khó tin nổi Tại vì sao được Phước báo lớn như vậy Tâm bà phát là tâm đại từ đại bi tâm chân thành cung kính Phước là được sanh ra từ chỗ này chứ không phải là ở trên một xu. Một xu thì có đáng gì ở trên tâm của bà vua thì có nhiều tiền của rồi bố thí cho nhân dân nuôi dưỡng nhân dân giáo dục nhân dân nếu như không phải dùng tâm đại từ bi khiêm tốn hạ mình thì phước báo mà họ tu sẽ không được hoàn toàn Đời này làm vua Đời sau sẽ làm đại thần Đời sau nữa chức quan sẽ càng ngày càng nhỏ đi Càng ngày càng đi xuống Tùy bố thí về mặt tiền của là nhiều Nhưng tâm không thanh tịnh Tâm không đủ từ bi cho nên từ đại từ bi hạ xuống đến pháp duyên từ bi chúng sanh duyên từ bi ái duyên từ bi đó chính là mỗi đời một tệ giận phật trên kinh luận đem đạo lý này nói với chúng ta rất nhiều nó rất tỉ mỉ chúng ta phải hiểu cho thật kỹ phải nhớ kỹ mọi lúc mọi nơi đối nhân xử thế phải luôn nhớ kỹ lời phật dạy chúng ta là chân thật cho nên phải dùng tâm khiêm tốn cung kính đối xử tất cả mọi người toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người giúp đỡ mọi người là giúp đỡ cha mẹ của mình là giúp đỡ chư phật như lai bạn nói tâm này của chúng ta vui sướng biết bao hạnh phúc biết bao quả báo được phước lợi lớn hay nhỏ hoàn toàn ở cách dụng tâm của bạn Chứ không phải ở vật bạn bố thí có nhiều hay ít Là tâm của bạn Dưới đây, đây là nói quả báo Thì cố phước lợi Phước mà họ được, lợi ích mà họ có được Hữu như thử báo đây chính là thí dụ ở phía trước quả báo của họ bằng với quả báo bố thí lên một trăm hằng hà sa số chư phật như lai từ đó cho thấy nếu chúng ta muốn bố thí cho một trăm hằng hà sa chư phật như lai đâu có cái cơ hội này bạn làm sao có thể tu được cái phước này? Nhưng có loại phước báo ngang bằng, bạn có thể dùng tâm đại từ bi. Đây chính là lời Đức Phật nói. Thật sự là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Like. Bạn xem thấy người nghèo cùng thấp hèn, bạn dùng loại tâm chân thành cung kính này để mà bố thí cúng dường, bạn sẽ được phước. ngang bằng với bố thí chư phật như lai nhiều như số cát sông hằng vậy sông hằng còn dài hơn sông trường giang của trung quốc bạn thử nghĩ xem cát ở nơi đó nhiều hay ít phật nói đến số lượng thông thường đều dùng số cát sông hằng để làm thí dụ cát của một con sông hằng đã ngoài sức tưởng tượng rồi số cát của một trăm con sông hằng thì vô phương tính đếm được phần trước phật ở trong câu chuyện đã kể cho chúng ta nghe một người nữ ăn mày nghèo khó chỉ dùng một xu bằng tâm chân thành cung kính cúng dường phật đời sau được quả báo làm hoàng hậu Bạn có thể cúng dường bố thí Một trăm hằng hà xa số chư Phật như lai Vì quả báo này của bạn Phước báo này của bạn Mau lớn là không cách gì nói được rồi Phật nói những lời này nói thật ra tuyệt đối không phải là phương tiện thiện xảo nhằm bảo chúng ta đi chăm sóc người nghèo hèn chăm sóc người già nghèo khổ không phải cái ý này lời phật nói là lời chân thật một chút cũng không giả sự thật quả đúng là như vậy phàm phu chúng ta để mê mất tự tánh không nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho nên ở xung quanh chúng ta nơi nào cũng là ruộng phước mà chúng ta không biết gieo trồng trái lại đi tạo tội nghiệp đây chính là trên kinh phật thường gọi là kẻ đáng thương xót ruộng phước là ở xung quanh bạn mà bạn không biết gieo phước bạn vẫn đang tạo nghiệp bạn nói đáng thương biết bao vì sao gọi là hạnh bồ tát người biết tu phước đều là bồ tát người biết bố thí cúng dường người này chính là bồ tát chúng ta sống là bố thí cúng dường chúng ta làm việc cũng là bố thí cúng dường bất luận bạn làm trong ngành nghề nào ngành nghề này của tôi công việc này của tôi là phục vụ cho đại chúng xã hội là phục vụ cho tất cả chúng sanh chỉ cần bạn có tâm thái như vậy là bố thí cúng dường rồi ngành nghề này của tôi là để cho tôi kiếm tiền là lo nghĩ cho gia đình và con cháu của tôi là bạn bỏ lỡ ruộng phước ngay trước mặt này rồi làm cùng một sự việc là như nhau chỉ khác nhau trong một niệm một niệm tự tư chính là phàm phu liền tạo nghiệp một niệm gì chúng sanh Vì xã hội Đó chính là Bồ Tát Đó chính là Phật Chỉ trong khoảng một niệm Ý nghĩ này chuyển trở lại Liền siêu phàm nhập thánh Phước lợi mà bạn được là Vô lượng vô biên Giống như trên quả địa của chư Phật Như Lai vậy. Chúng ta nhìn thấy Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nhìn thấy A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Phước lợi mà các ngài đạt được, chúng ta cũng có thể đạt được. Các ngài tu được nếu như chúng ta biết những chân tướng sự thật này Thì chúng ta cũng có thể tu được Phước lợi cũng ngang bằng Chư Phật như Lai Bách thiên sanh trung Thường đắc thất bảo cụ túc Hà huống y thực thọ dụng Phước báo này không phải một đời một kiếp Mà đời đời kiếp kiếp Dính diễn hưởng không hết Chị xem cái ý nghĩ đó của bạn Có thể chuyển trở lại được không? Khi con người có phước báo Thì trí huệ cũng mở mang Đúng như câu nói Phước đến thì tâm linh Phước báo hiện tiền Thì tâm tư cũng linh hoạt Nhạy bén trí huệ liền hiện ra ngay phật dạy chúng ta phước huệ song tu lại thật ra huệ chính là giác ngộ chính là sáng suốt phước là làm việc Kẻ này một khi sáng suốt rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì Huệ liền mở ra ngay Biết được Vì tất cả chúng sanh là đúng Là phải nên làm Vì mình là sai rồi Là không nên làm Trí huệ của bạn mở rồi Từ nay vì sao Khởi tâm Động niệm 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 vì chúng sanh Vì xã hội, vì nhân dân Không còn có một mảy may tâm tư lợi nữa Vậy là trí huệ của bạn mở rồi Bạn ở trong đời sống thường ngày Từ sớm đến tối Từ mồng một đến ba mươi không có cái gì là không phải là phụng hiến Không có cái gì là không phải bố thí cúng dường Vậy phước báo này của bạn bao lớn Chú dạy của Pháp Sư Thanh Liên Các vị hãy tự mình xem Ngài Chúa dạy rất hay Có trích dẫn căn cứ kinh điển Mời xem kinh văn dưới đây Phục thứ địa tạng Nhược vị lai thế Hữu chư quốc vương Chí bà la môn đẳng Đây cũng là nói về Người có thể bố thí ở phía trước Ngộ Phật tháp tự Hoặc Phật hình tượng Nại chí Bồ Tát Thanh Văn Bích Di Phật Tượng Cung tự doanh biện Cúng dường bố thí Phía trước đây là nói Bố thí Cho người nghèo khó Đây là bi điện Đoạn thứ hai Nói bố thí Chùa tháp Thánh tượng Đây là tịnh điện trước tiên nói về người có thể bố thí nêu ra thí dụ nói thật ra làm những việc này tu những phước này thì người nào cũng có phần chỉ cần có tâm chân thành cung kính để tu bố thí thì quả báo cũng như lời trên kinh nói chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật ngày nay chúng ta xây tháp chúng ta xây chùa đúc tạo hình tượng phật Tương lai được quả báo Có giống như lời trên kinh nói hay không? Đương nhiên là giống nhau Nhưng Phải đầy đủ duyên bố thí Thì mới giống nhau được nếu như duyên không đầy đủ thì phước báo mà trên kinh nói bạn không đạt được phước báo phía trước nói lớn như vậy là dùng tâm từ bi của phật để tu sẽ dễ dàng đạt được ngày nay bố thí chùa tháp phật bố thí đạo tràng phật bạn trước tiên phải đi quan sát nơi này có phải là nơi có đạo thật hay không xây dựng đạo tràng tôi đã từng nói qua với các vị đồng tu rồi từ xưa đến nay không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành không phải vậy đó là phan duyên không thể được phước cần phải tu như thế nào nhìn thấy có người tu đạo chân chánh bạn mới xây đạo tràng cho họ thì phước báo này mới lớn Dùng năng lực của bản thân bạn Để giúp đỡ họ Để thành tựu cho họ Đây là phước báo chân thật Ngày nay chúng ta Thật sự nhìn thấy Có một số đạo tràng Hoàn toàn không đúng như Pháp Đạo tràng không đúng như Pháp Hầu như khắp nơi đều có Đạo tràng xây rất nguy nga Tráng lệ Nhưng bên trong không phải làm việc đạo Chỉ là để mấy người ở trong đó hưởng phước Sống ở trong đó tạo nghiệp Vậy chúng ta bố thí Cúng dường nơi đây Là giúp họ tạo nghiệp bạn còn mong có phước sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ tạo nghiệp Khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải bị liên lụy theo Đến lúc đó bạn lại phỉ bán tam bảo Bảo trong kinh địa tạng rõ ràng nói bố thí chùa tháp Đúc tạo hình tượng được phước Tôi ngày nay bị ác báo Vậy thì Đức Phật nói là không linh rồi Thế là bạn phỉ bán Phật Pháp Tăng Làm nặng thêm tội nghiệp Đỏ địa ngục A Tỳ Phật không có nói sai Do bạn hiểu sai ý nghĩa đây là điều chúng ta cần phải làm cho rõ ràng phía trước nói bố thí cho người nghèo cùng thì không có vấn đề gì chỗ này nói bố thí chùa tháp thì có vấn đề là phải có người tu đạo chân thật bố thí cúng dường phải như thế nào phải đúng như lý như pháp nơi này có vài ba người tu hành che cho họ cái am tranh là được rồi do người ít không cần phải có đạo tràng lớn như vậy hay nói cách khác đạo tràng lớn hay nhỏ hình thức phải thích hợp dùng cho việc hành đạo hiện tại của họ vậy thì là như pháp như lý như pháp nếu như làm quá mức Nơi này của họ chỉ có mấy người tu hành Mà xây đạo tràng thật lớn Vậy thì có tội lỗi rồi Vì sao vậy? Đạo tràng lớn như vậy Nếu như trong đó chỉ có 5-6 người ở Thời gian mỗi ngày quét dọn môi trường còn không đủ Chẳng phải bạn làm cho người ta mệt chết sao? Họ còn thời gian đâu mà tu nữa chứ Chúng tôi từng thấy đạo tràng rất lớn đạo tràng trang nghiêm hỏi họ trong đó có bao nhiêu người ở họ trả lời khoảng năm sáu người dọn dẹp môi trường phải làm thế nào rất nhiều gian nhà phải đóng cửa lại không có thời gian quét dọn một năm chỉ có mở cửa mấy lần khi tổ chức pháp hội tìm một vài vị tín đồ giúp đỡ dọn dẹp bình thường thì chẳng dùng tới Vậy thì rất là không đúng như Pháp Cho nên ở thời đại này Giai đoạn này hiện nay Tu Phước ở trong cửa Phật Sự việc nào là quan trọng nhất gì? Bồi dưỡng nhân tài hoàn pháp Trước đây có thể bố thí chùa tháp cúng dường tượng phật sẽ có phước báo lớn là bởi vì đại chúng xã hội đều nhận thức đều biết rõ đều có tâm cung kính đối với phật pháp phước báo mới lớn